Kế sách giữ nước từ khi nước chưa nguy được hình thành, đúc kết trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc và đã trở thành tư tưởng chỉ đạo, phương thức giữ nước trong mọi thời đại. Với những chỉ đạo về công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh tư tưởng này trong bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam." Năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Ở thời điểm ấy, đội chỉ có 34 thành viên, biên chế thành 3 tiểu đội, với trang bị chỉ gồm 2 súng thất cửu, 17 súng trường, 14 súng kíp và một số súng tiểu liên. Năm 2024, sau 80 năm xây dựng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, ghi dấu trong lịch sử dân tộc. Tiềm lực quân sự được tăng cường về mọi mặt, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phát triển kinh tế xã hội vừa bảo đảm nguồn lực cho đất nước phát triển, nhưng chúng ta cũng dành nguồn lực đó để chúng ta hiện đại hóa, để chúng ta tăng cường tiềm lực về mặt quốc phòng, về mặt quân sự. Chúng ta phải có một cái tiềm lực mạnh, một cái sức mạnh của dân tộc, của đất nước. Thông qua việc chúng ta hiện đại hóa, chúng ta tăng cường tiềm lực cho lực lượng vũ trang, nhất là quân đội, để có khả năng đánh thắng và giành thắng lợi trước mọi cái cuộc chiến nếu có thể xảy ra tác động liên quan đến bảo vệ độc lập chủ quyền. Trong bài viết nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục nhấn mạnh việc kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được chăm lo đầu tư, xây dựng ngày càng tinh gọn, mạnh cả về chính trị, tư tưởng và vũ khí, trang thiết bị theo phương châm người trước, súng sau, từng bước tiến lên hiện đại. Một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng ta, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền cho chúng ta một thông điệp: bảo vệ, gìn giữ hòa bình phải chuẩn bị trước để ứng phó với chiến tranh. Và chính cái điều đấy tạo lên ba sức mạnh. Thứ nhất, tạo ra sức mạnh thực lực bên trong của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta luôn luôn ở thế chủ động tích cực, ứng phó với mọi tình huống, mọi bất chắc có thể xảy ra. Và cái thứ ba là chúng ta có cơ sở vật chất, tinh thần để chúng ta trên tạo ra cái đà phát triển trong cái giai đoạn mới, để làm sao khi tình huống bất chắc xảy ra thì chúng ta có thể đáp ứng được ngay. Bảo vệ Tổ quốc là vệ quốc, chúng ta không đi xâm lược ai cả, cho nên chúng ta phải chuẩn bị để đối phó với chiến tranh xâm lược. Thế thì chúng ta càng chuẩn bị tốt bao nhiêu, thế trận lòng dân tốt, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh và lực lượng vũ trang vững mạnh và kết hợp chặt chẽ giữa thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng và lực lượng vũ trang, chúng ta tạo nên sức mạnh to lớn thì kẻ địch không dám xâm lược chúng ta, thì rõ ràng chúng ta lùi đẩy chiến tranh ra xa. Có đảm bảo được quốc phòng mới có thể giữ đất nước được ổn định cho phát triển kinh tế xã hội, để người dân được hạnh phúc, ấm no và những giá trị cách mạng được trường tồn. Đó chính là tiền đề để hiện thực hóa những mục tiêu của Đảng ta về xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.